Thưa quý vị, một tên ấu dâm Tây Ban Nha bị đưa vào tù, tin từ Mari. Chánh án Fernando Andreu đã ra lệnh đưa tên ấu dâm Daniel Galvan Vina vào tù, sau khi đương sự được quốc vương Morocco ân xá. Đương sự bị tuyên án 30 năm tù ở Morocco là một trong 48 người Tây Ban Nha được nhà vua Morocco ân xá theo lời yêu cầu của quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos, đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt lại ở thành phố Murcia sau khi Morocco ra trát quốc tế truy lùng. Chánh án Andreu đã đưa ra quyết định đưa đương sự vào tù vì tội ác nghiêm trọng và sự nguy hiểm đương sự có thể tạo cho xã hội. Tòa án Tây Ban Nha sẽ quyết định dẫn độ Galvan Vina qua Morocco theo lời yêu cầu của nước này hay không. Quốc vương Mohamed Đệ Lục đã rút lại lệnh ân xá cho đương sự sau khi bị dân chúng Morocco xuống đường phản đối. Quốc vương Mohamed Đệ Lục nói rằng ông ta không biết tội ấu dâm khủng khiếp của Galvan trước khi ân xá. Galvan đã hiếp dâm và quay phim 11 em bé từ 4 tuổi tới 15 tuổi. Quốc vương Morocco cũng giống như các nhà vua ở Trung Đông, có truyền thống là ân xá tù nhân trong những dịp lễ quan trọng như ngày kỷ niệm lên ngôi. Điện Hoàng gia cho biết đã cách chức ông Hafiz Ben Hashem là giám đốc của nhà tù Morocco. Bộ Tư pháp Morocco đã đưa hai viên chức cao cấp qua Tây Ban Nha thảo luận về vấn đề Galvan với giới chức Tây Ban Nha.